Nỗi lo mất việc làm vì cơn bão trí tuệ nhân tạo AI hiện nay bao trùm lên không ít người dân Nga. Kết quả một cuộc khảo sát do ngân hàng VTB của Nga tiến hành cho thấy, 39% số người được hỏi cho biết họ lo sợ sẽ bị mất việc vì sự bùng nổ các ứng dụng AI. Tỷ lệ lo ngại cao nhất được ghi nhận trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, 55%. Tiếp theo là lĩnh vực công nghệ thông tin, 45%. Thương mại và dịch vụ ăn uống, 44%. Mặc dù đa số được hỏi tin rằng việc ứng dụng AI là xu hướng tất yếu của thế giới trong tương lai gần, song 58% số người được hỏi bày tỏ lo ngại AI sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người. Có 8% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng giao cuộc sống và sức khỏe của mình cho các công nghệ AI liên quan đến y tế. 69% cho rằng phát triển và ứng dụng AI cần được đặt trong khuôn khổ của pháp luật. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 1.500 người sống tại các thành phố trên 100.000 dân. Trưởng ban phân tích dữ liệu, ông Maxim Konovalikhin cho rằng công nghệ học máy sẽ thống trị đa số các dịch vụ trong xã hội, song không bao giờ thay thế được trí tuệ con người. AI có thể thay con người trong những hoạt động lặp đi lặp lại, song chỉ có con người mới có thể đưa ra những quyết định đặc biệt trong các tình huống khó khăn và không theo khuôn mẫu. Ông cũng cảnh báo nếu sử dụng AI một cách thiếu cân nhắc thì nó có thể dẫn đến những tác hại về thể chất cho con người.